Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tuyền. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, miền Bắc vẫn nằm sâu trong khối không khí lạnh với thời tiết rất đậm, rất hại. Mưa giảm xuống vài nơi, chỉ còn dưới 5mm. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh cực mạnh tiếp tục dồn xuống. Ở khu vực Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời vẫn tiếp tục rất đậm, rất hại. Dự báo từ ngày 23 trở đi, nền nhiệt miền Bắc mới có xu hướng tăng dần. Nền nhiệt trong ngày mai ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, dao động trong khoảng từ 11 đến 14 độ. Khu vực vùng núi nhiệt độ thấp hơn, có nơi dưới 11 độ. Riêng ở khu Tây Bắc có nơi trên 15 độ. Về đêm ở Bắc Bộ trời rất hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 11 độ. Các tỉnh vùng núi từ 3 đến 6 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Lưu xuống khu vực miền Trung. Chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao dịch chuyển sang phía Đông và suy yếu dần, nên trong đêm nay và sáng mai, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế có mưa trời rắc với nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ. Riêng phía Bắc trời rất đậm, có nơi rất hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 đến 11 độ. Còn với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên, trời se lạnh, nhiều mây, nhiệt độ cũng hạ xuống thấp dưới từ 22 đến 25 độ. Trong khi đó, từ khu vực Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, ảnh hưởng của không khí lạnh không mạnh nên trời có nắng với nhiệt độ ở ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, trong ngày mai cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng sớm và cường độ mạnh, nền nhiệt ở vùng cao Tây Nguyên sẽ dao động từ 28 đến 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng lại sẽ tiếp diễn với ngưỡng nhiệt cao từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Điều đáng lưu ý là cả hai khu vực này về chiều, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Chuyển sang thời tiết trên biển. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.